Hello, xin chào cả nhà. Ngầu Soi Phòng xin tiếp tục lên sóng cho em mọi em quả lửng ngựa sải cánh size 30, chiều cao tầm 85cm, đến ngựa La Tiona. Xuất sắc anh em nhé. Con này thì sinh năm 1980, cực kỳ là đẹp. Bên mình đã đổi nguồn 220V, đấy, dầu mỡ căn chỉnh hoàn hảo luôn cho anh em. Em về cắm trực tiếp vào điện lưới nhà mình luôn các bạn nhé. Đổi nguồn men mà đổi nguồn xuyến gắn trong nõi đồng nên các bác sử dụng yên tâm, bên mình không đổi bằng tụ các bạn nhé. Phần chân đế này anh em nhé, đế là đế nhựa, đế này nó dòng là đế vuông nhưng mà vát anh em nhé, nhựa này, các phân phím này, mạ chrome đấy, đây là dòng là phím nhỏ mạ chrome, phím tròn nhé, hai dòng phím vuông, đây là dòng phím tròn mạ chrome, rất là đẹp luôn. Mua được sản phẩm đây, anh em có thể check trực tiếp được trên trang chủ của Palasolic. Thì về sau La chuyển đổi thành Pala, anh em ra được ngay đế sinh năm bao nhiêu, 1980 nhé. Mạ chrome này, mạ chrome rất đẹp luôn. Đây là những con hàng tuyển chọn bên mình thừa về để giới thiệu đến toàn thể anh em. Chân đế đẹp nhé, không có bị sứt mẻ bất kỳ chỗ nào. Tiếp theo chúng ta đến phần cổ anh em nhé. Con cổ các bạn nhìn này, nó to kinh khủng luôn. Nó kết hợp thêm hệ thống chỉnh góc túc lăng, tức là anh em này điều chỉnh góc túc lăng từ 50 đến 100 độ anh em nhé. Mình muốn là không muốn nó túc lăng nó góc nó rộng hay góc hẹp, mình căn chỉnh đây tùy vào vị trí đặt của anh em. Cổ đẹp anh em nhé, chưa có bị sứt mẻ gì. Và đặc biệt là cái tông màu nó rất là ok. Cổ này, phần thân này nó đồng bộ luôn anh em nhé. Mặc dù là khá nhiều tuổi rồi anh em nhé, sinh năm 1980 thì đến thời điểm này anh em nhé, nó tầm 43, 44, 45 rồi, 45 tuổi anh em nhé. Đấy, vẫn đẹp này. Tiếp theo là phần cổ này, thì tất cả các sản phẩm bên mình thì đều cho anh em xem trực tiếp, anh em thích xem phần nội thất đều có hết anh em nhé. Hệ thống dây đồng này, cổ này chưa có một vết hàn xì nào, kể cả tụ cũng vẫn là tụ zin anh em nhé, bao zin toàn tập luôn. Đấy, có những con nó về là phải thay tụ thì bên mình thay, còn con là nó nguyên bản, còn tụ nó vẫn tốt mình giữ lại cho anh em nhé. Các bạn nhìn này, đấy, cái này thì anh em nào chơi quạt thì nhìn qua sẽ hiểu và rõ hơn. Đấy, tiền nào của anh em nhé. Hệ thống túp lăng này, túp lăng dưới anh em nhé. Hệ thống bánh này là bằng kim loại anh em nhé, yên tâm không bao giờ mòn được. Đây các bạn nhìn hệ thống túp lăng này, em có chạy họ rất là người mềm mại. Đấy. Đấy. Quá ok nha, rất đẹp. Phần bầu của nó đây anh em nhé, phần bầu thì cái bầu là màu này. Bầu nó lại cái dạng màu trắng hồng, nó rất là dị. Bầu đẹp nhá, chưa bị oxy hóa. Các bạn nhìn này. Thế bầu thường thường dòng này hay bị oxy hóa nhưng con này chưa bị oxy hóa. Tiếp theo là đến phần phía trước thì con này được trang bị cho các chúng ta một bộ cánh là sải 30. Và đặc biệt hơn cho anh em là con này lồng trước là lồng mạ chrome sáng choang luôn này. Thì với cái dòng hàng bãi thì đối với con lồng như này thì đối với anh dân bán quạt anh em mình gọi là hàng loại B rồi. Không phải loại CD mà cũng phải là loại B, đẹp. Đẹp tầm 80% anh em nhá. Lớp mạ rất đẹp luôn. Đây là hàng của nó như thế chứ không phải là tại sao lại mà lồng trước thì lại là mạ chrome mà lồng sau thì lại mạ đấy các em. Thì xin thưa với mọi người, một số anh em nào chưa sành thì lại bảo là độ lồng, ghép lồng. Nhưng không phải anh em nhé. Cái dòng quạt hàng như bãi nó có ba cái loại. Đấy anh em dùng, một là mạ nickel. Hai gì? Lồng sơn. Thứ ba là mạ nickel và mạ chrome. Đấy, còn dòng cao cấp thì nó là full chrome, thì dòng này dòng đắt tiền, còn dòng bình dân mà. Nhưng mà con này cái chất lượng lồng kẻ mạ anh em vẫn đẹp này. Anh em muốn thích đẹp nữa về tỉa toát từng lan một, một số anh em nào mà thích kỳ cọ anh em để tỉa toát lại từng tí một nữa nó còn đẹp hơn. Bên mình cũng chỉ làm ở mức tương đối thôi anh em nhé, vì quạt nó nhiều mà làm thì mấy khác mất vài ngày được một con thì nó chết thành công. Các bạn nhìn này, mình cắm test qua luôn cho mọi người. Mình sẽ thử cho anh em số 1 trước này. Mình quay ngang để cho các bạn thấy hệ thống túp lăng đang chạy này. Đấy,
Đặc biệt những cái dòng Na thì số 1 nó rất là chậm, tao hay gọi là số ngủ với mọi người nhé. Một số anh em này bảo là con này lỗi là cho trẻ chậm thế. Rất là phe phẩy cái dành này, dành cho anh em nhà có trẻ sơ sinh đấy, hoặc người già thích phe phẩy cái luồng gió rất nhẹ nhàng để tạo cảm giác ngủ ngon anh em nhé. Còn khi anh chuyển hệ sang hệ số 2, số 3 thì gió rất là mạnh. Và anh em đảm bảo với mọi người, khi các bạn sử dụng cái dòng quạt này, không chỉ dòng Na mà tất cả các dòng quạt Nhật kia, với mức số 3 anh em cứ để mức tầm từ 4 mét, anh em vẫn cảm giác được cái lượng gió ra nó rất là lặng gió ấy các bạn nhé. Tôi mình nói từ lặng bởi vì là khi các bạn sử dụng mới biết đấy, nó không phù phù như dòng quạt khác mà gió rất lặng anh em. Thì tại sao dòng quạt Nhật vẫn được ưa chuộng là như thế đấy? Nó đồng bộ từ A đến Z, hệ thống cánh, hệ thống cổ và các hệ thống chuyển động nó đồng bộ với nhau, nó tạo ra một cái luồng gió rất là ok. Còn phần cánh này các bạn nhé, tại sao một cái cánh mà nhiều khi các bạn bị vỡ đấy hay bị lướt mẻ, đi mua một cái cánh trung bình, những cái dòng cánh dạy dòng cánh nhựa sẽ cánh size 30 như này, nó đều như nhau này các bạn nhé. Thì khi các bạn đi mua trung bình nó dao động từ 400-500 nghìn, đó là dòng bình dân. Còn những cái dòng mà cốt thép dòng cao có thể lên tầm 800-1 triệu anh em nhé. Nên là nhiều khi một cái cánh nó bằng cả một cái quạt điện cơ hay phong nan hay gì gì đó các bạn mua ngoài. Nên là cái này thì các bạn nào chưa quạt thì các bạn sẽ hiểu anh em nhé. Thì mình vừa giới thiệu vừa chia sẻ để các bạn hiểu về cái dòng quạt này. Chỉ được nhiều số anh em bảo ôi giời ơi, một cái quạt của cậu tôi mua được bằng 3-4-5 cái quạt khác. Vâng, thì chắc chắn là đừng như thế thôi, nhưng mà cái tiền nào của đấy anh em nhé. Nên là cũng mong các bác thông cảm, mọi sản phẩm các bác cũng nên tìm hiểu kỹ qua để hiểu về sản phẩm hơn anh em nhé. Ok, thì mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Anh em cần Calo mình vào số thoại 0979665264. Cái này là cái cân bằng này anh em nhé. Nó sẽ làm cho cái đồng bộ với nhau để nó không hiện tượng rung lắc và chạy rất là êm em nhé. Riêng quạt Nhật anh em có thể quay thoải mái nhé. Đấy, nó có cái lớp kêu tạch này vô tư, anh em có điều chỉnh, anh có thể có đây có hai cái lớp điều chỉnh này. Các bạn có thể bỏ ra, các bạn điều chỉnh ra cho thích nào, độ nhạy nào tùy anh em nhé. Ok, xin chào cả nhà.